Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Tico đây. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi Trophy Quest Honors 2. Nhắc tới Trophy là các bạn hiểu nó là cái gì đó. Nó sẽ chôn các bạn sấp mặt luôn, các bạn sẽ không chơi được gì cả. Chỉ chôn và chôn thôi. Để coi đây có cái gì đây. À mình là bật đèn á hả? Bình thường thôi, ai cũng biết bật đèn mà. Là mình phải làm cái gì? Tự nhiên mình thấy con ma, cái mình cười rồi kiểu. Ủa vậy là mình là con ma hay là mình là thằng này? Phá thiệt. Alright, let's see. Chúng ta thử làm gì đây nào. Rồi. Mình không hiểu cái gì hết á. Tự nhiên mình bấm vô mấy con nhỏ cái nó xì hơi, cái thằng này thua. Mình thắng. Là làm sao? Mình hiểu cái gì mà chết liền luôn á. Wow. Kẻ giết người tàn hình nữa. Nó cầm cái muỗng. Hay đó, mỗi lần các bạn tức nào đó các bạn đừng có quýnh nó, các bạn cầm cái muỗng lên. Mày tin nó múc mày không? À, ngầu hơn nhiều. Rồi, bây giờ mình làm sao để hù con nhỏ này đây. Như vậy thì ngại quá, đỏ mặt rồi nè. Ủa vậy mình chưa hiểu là mình là cái con nhỏ bị hù hay là mình là cái thằng phải hù nó. Rồi mình phải làm thế nào? Sau đó mình sẽ tắt nó. Tắt cái giọt nước đi. Chỉ lên trên. Nó sẽ... Oh my god, what? What is this? Bây giờ hồi nào mới là con ma trời. Mình đã rút ra một cái bài học á, là đừng bao giờ tin bọn con gái, hiểu không? Mà nói thiệt là cái lớp phấn trên mặt tụi nó còn dày hơn cả cái đế dày của tụi mày nữa. Một khúc vậy nè. Đó là lý do tại sao mấy đứa gái nó mập á. Kèm này khó vậy ta. Xương rồng hả? Cái này nhìn có vẻ giống một cái đầu. Tới cái này nè. Lớn đi. Làm gì đó đi anh bạn. Tao chăm sóc cho mày rồi mà. Đến lúc phải chơi ơn thôi chứ. Tới cái này nữa. Cái này nở bông hoa. Thua rồi hả? Là sao ta? Ok. Nó kêu là phải kéo, nó xoay cái này lại. Hiểu rồi. Mình đã nghi rồi, nó có gì đó rất giống cái đầu. Nhưng mà mình không biết đó là cái đầu nào thôi. Ok, màn tiếp theo. Những con búp bê tụi đang nhìn nhau. Lần đầu tiên có nhiều người nhìn mình vậy luôn á. Ngại quá à. Là đỏ mặt rồi. Đây là con ma trầm cảm ha. Con ma này là con ma đánh kèn. Con ma... Đây là con ma chữ thề. Đây là Chucky. Con ma muỗng. Rồi vậy là mình chết rồi. Vậy là cái con ma cuối cùng là con ma mập nè. Đúng là con ma mập nó không có tác dụng gì cả. Thôi bớt chữ thề đi mày. Mình không hiểu cái gì cả. Ở đây có một cái dụng cụ gì đó. Nhìn rất là kỳ lạ. Mình không mấy hay chơi đồ hàng nè, mình không hiểu. Cái nút này sao mà nó biến rũ quá vậy. Hãy chào cho anh. Kéo nó lên. Mày đùa tao á hả? Ai mà nghĩ cho ra cái việc đó, làm sao mình nghĩ ra được cái vụ mà nó có cái gì? Vãi nồi. Ồ, mình phải cầu quảng cáo hả? À, quảng cáo dễ thương vậy. Rồi. Cho mình thử thôi. Mở này lên. Đây có cái bánh kem, nhìn như cục phân vậy đó. Oh god. Vậy là mình phải tìm cái gì đó mà thật ngon đúng không? Con ruồi hả? Mình sẽ không đụng tới nó. Thế nhưng mình có thể suy nghĩ coi. Cái này là phân đúng không? Vậy là mình có thể mở cái này ra. Rồi mình bắt con ruồi. Con ruồi nó sẽ chui vô cái này. Rồi mình ăn được cái này. Cái gì?
Mình có kỹ năng tối thượng. Tao ở trong tay viên đá thực tại. Thực tại có thể bất cứ thứ gì mà tao muốn. Bây giờ tao sẽ cho mày vào cái bồn nữ chén thằng nhóc ạ. No, lại là bãi phân nữa. Trong bao nhiêu cái xác suất mà mình lại bấm trúng cái bãi phân tới 3 lần. Bắt con rồi, ăn đi em. Thì ra là bãi biến nó thành người rồi. Sao mà nghĩ ra được chứ. Rồi ăn đi à, hãy tận hưởng cái bãi phân của em nha. No. No. Just no. No. Tại sao? Tại sao mình phải coi cái này các bạn? Tiếp theo là một bức tranh ở trên tường. Mình sẽ thử. Không, đây là cái máy chiếu. Mình sẽ thử coi trong này có cái gì. Oh, hello đế. Nhìn cậu có vẻ không đáng sợ cho lắm. Con ma này không đáng sợ thế nào cả. Nhìn nó ngáo đá kinh khủng. Rồi sao? Rồi hù tôi đi. Ủa là sao ta? Mình chưa hiểu. No. What the hell man? Tắt này đi. Tắt đi. Tắt đi. Tắt đi. Mày bị điên à? What are you doing? Mình thề luôn á, là mấy cái thằng nhân vật ở trong mấy cái phim kinh dị rất là ngu luôn. Người thường chúng ta là... Hả? Tiếng gì đó? Thôi, tôi đi đây. Nhưng mà phim kinh dị thì nó kiểu... Ủa? Tiếng gì đó? Mình còn phải khám phá ra mới được. Sự thật chỉ có một mà thôi. Ý là cái sự tò mò của nó để giết chết tụi nó. Các bạn có phim Mai các bạn sẽ hiểu thôi. Mình sẽ dùng cái nút này lần cuối thôi. Rồi. Sao nữa, bấm lên, bấm lên lần nữa. Thì ra là như vậy, trời ơi các bạn. Mình cảm thấy thật là xấu hổ quá đi mà. Nó đơn giản ấy thôi, mình nghĩ không ra. Ủa mà khoan. Đó mới là phần đáng sợ đó. Rồi, bây giờ thì mình đã không còn khả năng nào để có thể nhận trợ giúp rồi. Mình chỉ còn mỗi các bạn thôi. Nên là đừng quên lại cho mình một like, một share, một subscribe để mình tiếp tục tựa game này. Bây giờ thì... Trời ơi, mấy cái giày nó có lỗ kìa. Nó giống mấy cái croc mà các bạn hay mang đó. Mình thấy cái đó rất là khó chịu. Một đôi giày, nó không ra đôi giày, nó làm bằng nhựa. Nhưng mà nó lại có lỗ. What? Mấy người mà có hội chứng sờ lỗ như tôi rất là khó chịu á nha. Nhiệm vụ của mình là cởi đồ hôm nay. Wow, nghe gay vậy. Na sư. Ngu. Vậy là chắc là mình kiểu như phải mang cho nó cái đôi dép croc này vậy. Lựa chọn duy nhất của mình. Ờ, lại là fail ư? Các bạn thấy không? Ngay cả cái thằng nhóc này nó còn không thích cái đôi giày croc này nữa. Sao mình thích được? What is this? cái đôi giày mà nhìn như cái áo mưa cho đôi chân vậy đó. Nhưng mà mình hết cái sự trợ giúp rồi. Khó xử quá à. Nếu như mà nó không có chân thì nó sẽ không cần giày đúng không? Mà nó là zombie nữa, mình sẽ lấy chân của nó. Không phải hả? Má nhìn đúng thiểu năng luôn. Tao không cầu bản cáo để lấy một cái hướng dẫn nào cả. Tao phải tự chơi. Tao được sinh ra để hủy diệt. Tao, Iwihami ngàn, truyền nhân của Naruto, sẽ hủy diệt cái trò chơi này. Hãy đợi đó. Thay vì mình mang vào chân thì mình mang vào đầu thì sao ta? Tại mình thấy có một bức ảnh con mèo nó mang cái đôi giày vào đầu á. Nó cũng là được cái đôi croc này nè. Để coi thử. Bà nấu chè nó. Quán rồi. Sao mà có thể. Đội game này quá là thông minh luôn. 10/10. Nếu như mình phải đánh giá. Để coi. Bây giờ thì nướng đồ ăn đi em trai. Rồi ăn đi. Ủa? Mà ăn thì có gì sai? Ok, tháo này ra, tháo cái này ra. No, đừng ăn anh bạn. Đừng ăn, nghiện đó. Trời, cái mắt này nhìn cao quay vậy. Nó kiểu
Ok, nướng nó lên. Sau đó mình sẽ zoom nó ra. Mình nói các bạn rồi, nó có sự liên kết gì ở đây mà. Màn tiếp theo thôi. Thôi thôi thôi, mình sẽ không tò mò đó là cái gì đâu, mình sẽ đi chỗ khác, mình sẽ biến mất. A few moments later. Rồi. Đừng. Cái đèn nó đang tối dần các bạn ơi. Đừng. Đừng. Bà nó. Ủa, không có gì đáng sợ cả. Shit. Mình sẽ không nhấn vào nó nữa. Hồi nãy nó hét một cái mà tao mình nó kiểu như bà nội cha nó. Để coi xung quanh có cái gì không. Thôi xong rồi. No, no. Một phát nữa. Cho em chơi lại đi. Quả báo đó còn nhóc. Quả báo đó không bị được hù những người đẹp trai của tôi nha chưa. Không có được. Vậy là mình chỉ còn đơn giản là mình chỉ còn zoom nó ra thôi. Ấy lộn, ấy mình là zoom phóng to ra. Vậy là cái màn nào nó khó quá thì mình chỉ còn phóng to ra thôi. Trời ơi, dễ. Macaron Japanese đang canh một thằng nhóc đang chụp ảnh là đăng Facebook về một con cá chết. Để xem nó sẽ làm như thế nào đây. Như vậy hơi hơi kỳ đúng không? Nhưng mà chúng ta còn phải lén lút. Chúng ta còn gọi là cái sự sneaky đúng không? Tiếng Anh là lén lút. Mình thông thiên thạo địa mà. Cái gì mình không biết. Đó, biết một cái đầu. Rồi, cắn nó. Cơ hội chúng ta. Thắng cuộc sống quá dễ dàng mọi người ạ. Vậy là tao phải làm cái gì? Rồi. No, quay lại. No. Rồi, bây giờ muốn cứu nó thì mình bẻ cái răng của nó. Ủa khoan, như vậy hơi tệ. Cái gì đây? What? Một con hải cẩu. Nó nhìn kiểu cái thứ hài đắng gì đây. Rồi tụi nó sẽ nhìn nhau một một cách kỳ lạ như vậy hả? Làm gì đi. Nó kiểu như là nó cười vào mặt mình á. Mày hiểu không? Nó kiểu mày bị chôn rồi. Thật sự rất là khó chịu. Đây là con cá mập nhìn ngầu quá vậy. Giờ mình sẽ cứu thằng này hay là ăn thằng này đây. Tại vì cái game này nó không có chỉ rõ ra, hiểu không? Mâm. Không tới hả? Vậy thì mình kéo thằng này xuống thôi. Xuống đây. Mày la nhìn ghê quá à. Ủa, lại fail rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái kỹ năng tối thượng. Đó chính là kỹ năng phóng to. Các bạn thấy không? Mỗi lần mình phóng to ra là nó đều hoạt động cả. Game này có nhiêu đó thôi. Trời ơi, cái gì đâu khó. Vậy rốt cuộc cái game này có ý nghĩa là gì? Chữa răng cho quái vật. What? Why? Đây là con ít nè. Ủa hay là AT ta? Các bạn đọc như thế nào? Các bạn hãy comment cho mình biết nha. Tại vì mình với thằng bạn mình hay cãi lộn á. Con này đọc là ít mà. Không, nó là IT. Tới bây giờ mình vẫn nhớ nó. Oh no, trong phim mà chúng ta không được phá bong bóng của nó. Làm ơn, tôi sẽ mua mày cái bong bóng mới, bình tĩnh. Ủa thôi hả, tưởng nó làm gì căng thẳng nhá. Nó tới nó cười mặt mình. Trong phim mà đáng lẽ bây giờ là nó ăn cái đầu mình rồi đó. Ủa, cũng không phải cái bong bóng này luôn. Kỳ vậy ta. Cười đi mày, he 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 he. Đúng là con IT thiểu năng. Chắc là mình phải thử cái bong bóng khác. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là sao tôi biết được là trong bong bóng nó có cái gì? Vậy là mình phải thử hết 6 lần mới biết được hả? Trời ơi. Đây là một ngày bình thường của một YouTuber đó. Sáng ngày anh ta sẽ dạy đánh răng các thứ. Problem.
Không, vậy là trong mấy truyền thuyết á, các bạn mà đọc tên của con quỷ ba lần trong gương là nó sẽ tới bắt bạn. Rồi, thốt qua đi. Sao mà nó tù quá vậy? Ok, lần này mình sẽ dọ nước. Không gì tồi tệ hơn việc bị cái nước bồn cầu nó bắn vào người. Các bạn mà đi ỉ mà kiểu như cái nước nó sẽ bắn lên chân các bạn và nó rất là khó chịu. Mở tủ rồi. Rồi mình zoom thử thôi. Rồi lại nữa. Alright. Toilet man là người toilet. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng sức mạnh thần bí. Mình sẽ zoom nó ra. Cái đồ hút bồn cầu ư, nó sẽ làm cái gì với cái này? Nó sẽ hút cái mặt này ư? Thôi lấy bên là người bồn cầu, nhưng mà không phải là người sát nhân bồn cầu. Nó giúp tôi ta sửa bồn cầu. Why? Một cô dâu đang chặn đường một cái xe. Để coi tôi sẽ phải làm gì tiếp. Phải nổi. Cô quỷ này nó như là Titan hay gì á. Mình sẽ oh no, cái đâm thẳng vào nó là một ý kiến rất là tệ các bạn à. À, oh no. Hình như là mình có thể khiến cho cái xe này chạy chậm lại hay gì á. Chậm thôi. Chúng ta sẽ làm No, chậm thôi. Tao bảo mày rồi mà. Mình sẽ dùng một cái máy ủi gì đó. Mình sẽ ủi cái con này từ cúp A thành cúp 0 luôn. Kỹ không à? Trời. Sao nó thể cười được trong hoàn cảnh đó các bạn? Mình không hiểu. À, cái này quen á ta, giống trong phim The Ring á. Nó sẽ chui ra. Ở đâu? Con ma ngon cái vậy? Ở không, mình rút lại cái lời hồi nãy. Con ma nhìn gớm bỏ mẹ. Vậy là mình chỉ cần tắt TV thôi đúng không? Nè, nó có sợi dây điện nè. Trời ơi, mình EQ 200.000, 20 tỷ. Ok. Rồi, tắt TV. No! Ok, chúng ta phải kéo cái TV này ra. Chúng ta phải cho nó dính cái sợi dây điện. À, nó! Rút dây điện. Power là kẻ hí diệt. Thiệt luôn à. Nhưng mà cái cảnh tượng này quen quá các bạn. Mình đã xem quá nhiều thứ để có thể nghĩ trong sáng rồi. Tiếp theo là một thằng nhóc. Nó mang một cái mặt nạ. À, hát hay đấy. Em nên thi Next Top Model. À, đẹp trai đấy. Em nên thi Hoa hậu Hoàng Mỹ. À, mình tưởng hù mình chứ. Tôi sẽ lột mặt nạ mày ra. Sẽ zoom nó ra. Kỹ năng tối thượng. À nà. Kéo cái màn xuống. Ok. Mình kéo lần nữa. Oh no, quên. Kéo lần nữa. Wow, chúng ta sẽ có một cái màn bí mật sau khi mình đã xem quảng cáo TikTok. Để coi màn bí mật sẽ có cái gì đây. Wow, chà chà chà. Rồi, dầu ăn tôi đâu rồi? Rất là xứng đáng các bạn ạ. Mình đang bị cách ly đúng không? Bây giờ thì mình sẽ lấy cái cần câu. À, mở cửa ra. À, đóng cửa lại, ngu rồi. Vừa rồi là xúc tu đó hả? Trời ơi, thế loại ưu thích của mình. Ok, mình có một kế hoạch các bạn. Một ý tưởng. Ok, kéo này lên. Lấy con câu. Rồi, con quỷ này đó. Rồi, mình sẽ nhấn cho con quỷ đó thật nhanh. Ê, nó có cái nắp kìa. Mở ra. Rồi, mở.
Đó, thấy không, thấy không, thấy không? Ê, quy 200 ngàn. Ok, mình có thêm một màn cuối cùng nữa ở trên này. Cái này thì nhìn nó hơi kinh dị. Lúc 3 giờ sáng. Cái muỗng. Lại là nó. Khi mà cái dừa nó còn đáng giá hơn mạng sống của bạn. Ok. Rồi sau đó mình sẽ giữ vài giây giống như mà lần trước gì đó. Nó sẽ có gì đó thay đổi. Biết ngay mà. Rồi nó đang dùng cái đồ vẽ, bây giờ nó sẽ vẽ. Oh no, Joker kìa. Hên quá, nhưng mà không phải là Joker Ấn Độ. Ok, bây giờ thôi. Còn gì tệ hơn một bức ảnh đăng Facebook mà cực xấu. Bái nồi thiệt. Vâng, và đó chính là Sean Fake Quest. Nếu như các bạn thích được game này, đừng quên lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và các bạn biết tại sao các bạn nên subscribe không? Tại vì mình sẽ đăng video thường xuyên. Và những video chất lượng được chỉnh sửa một cách chất lượng. Hay, bây giờ thì bye bye.